Xin chào tất cả mọi người, là mình Queen in Japan đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái liên quan đến tích điểm của Nhật nhé. Chắc mọi người cũng biết là bên Nhật thì người ta rất là hay tích điểm, chắc là trên thế giới là nhiều tích điểm nhất ấy. Cái nào cũng có thẻ này, hay là app tích điểm của người ta. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái đó là T-Point tội nhá. Đây T-Point tội đây. Chắc là bản là mọi người cũng nhìn thấy rất nhiều những cái này ở đâu đó, ở tại cửa hàng thuốc hoặc là ở những chỗ ăn uống ấy. Là hay có cái này thì mọi người có thể sử dụng nó để tích điểm. Tích điểm thì mọi người tí nữa mọi người chỉ cần đăng ký cho mình cái app, sau đó là mở app lên và đưa cái mã code cho nhân viên là người ta sẽ tích vào đấy cho mình thôi. Sau đó là mình sẽ sử dụng. Còn đăng ký thế nào và sử dụng như thế nào thì phía sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp theo nhé. Có rất là nhiều những cái nơi mà có thể tích được điểm T-Point tội, tuy nhiên là không phải là nơi nào tích được điểm thì mọi người sẽ có thể sử dụng được nhé. Và nó sẽ có những nơi riêng khác nhau. Còn về các cửa hàng có thể tích điểm được thì mọi người lên nhìn lên trên màn hình của mình nha, tại vì mình thấy là rất là nhiều những cái cửa hàng. Người ta đây là số liệu của năm 2021 tháng 5 thì tổng sẽ có 179 công ty và 887.402 cửa hàng có thể tích điểm của T-Point tội này nhá. Rất nhiều là cửa hàng luôn. Về tỷ lệ hoàn điểm của nó thì mọi người sẽ có thể hoàn điểm từ 0,5 đến 2% tùy vào từng nơi. Còn nếu mà sử dụng ấy thì mọi người sẽ chuyển từ được 1 point tương đương với 1 yên nhá. Và về phần sử dụng ấy thì sau đây. Thì bây giờ mình sẽ vào cho mọi người xem phần sử dụng của nó thế nào nào. Đây như trên màn hình mọi người có thể thấy đây. Mọi người có thể sử dụng T-Point tội để đầu tư cổ phần hoặc là chứng khoán này, hoặc là chuyển T-Point tội để mua hàng. Mình sẽ nhấn vào phần mua hàng nhé. Đây cả xuống dưới đây mọi người, nếu mà 1940 point thì mình có thể mua được cái hàng như thế này này, hoặc là 2780 point mua được cái bánh như bên cạnh ấy. Có rất nhiều cái để mọi người có thể mua được. Đây bây giờ còn tiếp theo là mọi người có thể quyên góp nhá, dùng T-Point tội để quyên góp thì 1 point tương đương với 1 yên này. Cuối cùng đó là mình sẽ chuyển sang điện tử để sử dụng. Nên mình thấy mọi người hay sử dụng cái PayPay hoặc Apple Pay ấy. Liên kết được PayPay với Apple Pay thì mọi người sử dụng cái đó lên sẽ đơn giản hơn nhé. Đây là cái app mà sau khi mà mình đăng ký đó, sau nó sẽ hiện ra màn hình như thế này. Thì các bạn khi mà những nơi nào mà có thể tích điểm được T-Point tội ấy, thì mọi người chỉ cần mở app lên này, sau đó là đưa cho nhân viên cái này thì người ta sẽ tích vào cho mình nhé. Nó sẽ tích điểm dần. Đây là mình cũng tích điểm được ở hơn 200 điểm đây. Đây hơn 200 điểm của mình đây. Để bây giờ thì mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn cách mọi người có thể đăng ký được cái app T-Point này nhé. Và sẽ nói một chút về cách sử dụng liên quan đến PayPay và Apple Pay nhé. Trong phần mà đăng ký cái T-Point upgrade này thì mọi người phải lập cho mình cái Yahoo Japan ID. Bạn nào mà chưa có cái Yahoo ID thì mọi người hãy vào đăng ký trước cho mình nhé. Cái này mình nhớ là mình có làm video rồi thì nhiên nhiên là mình quên mất mình chưa up lên. Thì nếu mà up rồi thì mọi người xem video đó của mình nhé. Không thì các bạn vào trong Google rồi đánh cho mình cái Yahoo ID. Nó sẽ ra trong cái phần mà mình đăng ký ấy, các bạn nhập số điện thoại vào cho mình, đó là đăng ký thôi. Và phần phía sau đây thì mình chỉ cần nhập số điện thoại mà mình đã đăng ký rồi vào cho người ta thôi. Và bây giờ mình sẽ vào trong App Store tải cái T-Point upgrade này nhé. Đây, mình sẽ tải cái app này về. T-Point upgrade này. Chỉ có lúc nào nó quay quay thế này luôn ấy, mở app lên ấy. Coupon này. Mobile được T-Point này. Đấy và nhiều cái nữa, nạp tiền. Để mọi người tích vào cho mình cái phần quỹ ước này nhé. Nhấn vào Hajime được cho mình. Thì bây giờ mình sẽ phải, như nãy mình nói ấy, thì mình sẽ phải lập cái Yahoo ID. Các bạn nên lập cái này nhá. Rất là nhiều những cái liên quan đến ID này thì mình có thể sử dụng được. Thì mọi người nhấn vào cho phần mình cái phần Rocking này. Mọi người nhập cái ID hoặc là số điện thoại của mình đã đăng ký vào. Mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào nhá. Và sự ghế này. Bây giờ người ta sẽ gửi cái mã code về số điện thoại cho mình. Mọi người mở cho mình cái tin nhắn lên. Mở tin nhắn lên nhé. Sau đó là tìm cho mình đây mã 5 số này người ta gửi về nhé. Nhập mã vào cho mình. Ta nhấn vào login này. Thì T-Point tội cái này thì mình chưa có thì mình sẽ nhấn vào mode tên ai nhé. Có thì mọi người phải nhập cái T-Point cá độ vào đây. Rồi nhập cho mình cái ngày tháng năm sinh, năm đến tháng ngày, 8 chữ số vào đây nhé. Kéo xuống dưới. Và đôi xe đột tôi cử sử này. Rồi bây giờ mình tích cá độ này. Mình sẽ tích vào cái phần mốt tên ai nó chưa có tích cá độ này nhá. Nhấn vào hack có sử dụng. Bây giờ mình sẽ phải phát hành cái mã số tích cá độ này. Rồi đến phần nhập thông tin. Bên trên là kanji, bên dưới là katakana tên của mình. Thì mình sẽ đánh bằng romaji nhá. Bên trên là romaji. Bên dưới là katakana tên của mình nhé. Mình sẽ đánh cách nó thử ra xem nào. Không được thì tí mình đánh lại nhé.
nhập cho mình số điện thoại của mình vào. Rồi đến mã bưu điện nhà mình, nhập vào khung này cho mình nhé. Nếu mà màu xanh xanh ấy, nó sẽ ra. Nó chỉ ra đến chỗ thôi, Miyohoji chỗ nhà mình đây. Sau đó là mình sẽ phải đánh phần còn lại về ô trống ở dưới nhé. Mình đánh nốt cho mình. Rồi đến ngày tháng năm sinh, là đánh ngày tháng năm sinh khá nhiều đấy. Năm đến tháng đến ngày nào. Đến giới tính của mình nhé, nam hay nữ thì tích vào cho mình. Nhập cho mình cái mã số mà người ta hiển thị đây nha, xuống ô bên dưới nhé. Này bắt buộc đấy, 972929. Rồi, kéo xuống dưới cho mình nào. Giờ nhấn vào phần vàng vàng cho mình nhá. Đó, mình đã đăng ký xong rồi đấy. Là phần đăng ký cái T-Point này. Thông báo từ chối đi. Thêm một cái nữa, nhập lại cho mình cái ngày tháng năm sinh nhá. Nhập 3 lần luôn. Sau đó là nhấn vào dưới nào. Rồi ra rồi đấy. Mình nhấn vào đồng ý nữa là xong. Đối ý sự này. Đó, đây là cái màn hình chính khi mà mình mở cái app của nó lên nhé. Bây giờ mình sẽ vào mình mở cho mọi người xem cái app mà sau một thời gian mình sử dụng. Đây là cái app mà sau một thời gian mình sử dụng đây nhá. Hiện tại bây giờ mình đang tích được 224 point. Thì cái này khi mà mọi người nơi nào mà có thể tích điểm được tích banh tội ấy, thì mọi người chỉ cần mở app lên, sau đó đưa cái này cho người ta nhá. Người ta sẽ tích vào cái mã vạch này của mình, sau đó là mình tích được điểm. Đây, trong này của mình đây, mình sẽ nhấn vào đây. Đây, xem mình sẽ nhấn vào phần My Page. Đây là màn hình chính của nó nhá. Này, ta mới để score ở này, bên trái cùng, bên góc này. Mình sẽ nhấn vào đây để xem những cái coupon này. Rất là nhiều những cái liên quan đến tích điểm này. Thông báo. Và mình nhấn vào phần My Page để sẽ ra thông tin của mình nhá. Đây, số điểm của mình tích hiện tại bây giờ đang là 224 điểm này. Mình có thể xem được lịch sử của mình tích ở đây. Family này. Mấy điểm ấy. Bây giờ mình sẽ vào mình xem cách sử dụng nhé. ID, T-Point tội mọi người sử dụng được. Đây, mình sẽ ra màn hình chính này. Ở dưới này thì mình sẽ thấy luôn nó là chuyển sang PayPay hoặc là Apple Pay này. Bây giờ mình sẽ nhấn vào PayPay thử xem nhé. Đó, chuyển sang PayPay thôi. Mình sẽ sử dụng cái điểm này của mình. Xong rồi mở ra PayPay nó sử dụng thôi nhé. Còn một cái nữa thì mình quay lại nào. Nó mất rồi ta. Đây nhá, mình sẽ chuyển sang thiết lập trang Apple Pay thử nhá. Để đăng ký. Sử ghế đi. Và sử ghế nào. Mình sẽ thiết lập sang Apple Pay để sử dụng. Suzuki. Đây mọi người có thể dùng ID để sử dụng thôi nhá. Hajime rồi này. Anzin. Đây là số T-Point của mình, số điện thoại của mình. Mình sẽ phải nhấn vào trong cái phần số điện thoại này để đăng ký. Bây giờ mình sẽ nhấn vào cái phần số điện thoại này nhé. Sau đó là sau khi mà người ta nói rồi mình sẽ nhấn vào dưới ghế này. Gọi này. Tắt màn hình đi nhé. Sau đó là nhấn vào dưới ghế này. Nhập họ tên của mình nữa. Nhưng nãy mình nhập xem nào. Không có cách. Đây là mail của mình nhé. Mình sẽ phải nhấn vào phần quỹ này xem nào. Dưới ghế. Đó, nhấn vào phần màu dưới này xanh xanh này nhé. Tên của mình, tôi đâu cửa sơ đồ này. Ok. Bây giờ mình sẽ phải vào Apple mình thiết lập luôn. Mình sẽ sử dụng qua iPhone hoặc là qua Apple Watch này. Mình sẽ nhấn vào phần iPhone nhé. Tên của nó đây, nó là T-Money Member. Đây là số thẻ của nó nhé, mình sẽ nhấn vào tiếp này. Nó hơi dài dòng một tí, các bạn làm thì làm không làm thì các bạn có thể sử dụng qua PayPay được nhé. Rồi, nhấn vào đồng ý này. Cái này sẽ mất thời gian một chút. Mình nhấn thêm vào ví, ra thêm. Xong. Mình sẽ sử dụng làm thẻ mặc định nhá. Mình sẽ sử dụng làm thẻ mặc định không thì không thì... Tại vì mình đang sử dụng MetaPay làm thẻ mặc định rồi. Để sau nhá. Rồi, chưa xin. My page này. Để ra rồi. Thế bây giờ các bạn có thể vào, ví dụ như mình muốn sử dụng ID thì mình sẽ nhấn vào đây.
Đó, thì nó sẽ ra nhé. Các bạn nhấn cho mình màn hình tắt đi này. Đây, các bạn muốn sử dụng cái nó thì các bạn sẽ nhấn vào màn hình hai cái này, màn hình cho mình nhé. Đó, sau đó sẽ nhấn cho mình cái này. Đây, dùng cái thẻ của nó đây. Đó, sau đó là dùng Face ID hoặc là dùng mật khẩu để thanh toán thôi. Đó, rất là đơn giản luôn. Đó là những là cái mình sẽ thiết lập liên quan đến Apple Pay nhé. Và dùng PayPay này. Dưới này xem còn cái gì. Vào phần My PayPay của mình sẽ kiểm tra được rất nhiều. Tip point tổ này, lịch sử tip point tổ hẳn này. Sử money này. Cắt tạm mono mình chưa có cái gì cả. Đó. Đây là màn hình chính của mình. Đó, các bạn nếu mà không có thời gian thì các bạn chỉ cần sử dụng, nếu mà ở đâu có tip point tổ ấy thì mọi người chỉ cần đưa màn hình này của mình ra. Đó, sau đó là người ta sẽ tích vào thôi, mình tích điểm, sau đó mình chuyển sang PayPay để sử dụng. Cái này thì tỷ lệ hoàn điểm của nó cũng không đáng mấy, chỉ từ 0,5 đến 2% thôi. À, mọi người nếu mà có nhu cầu sử dụng thì mọi người thể đăng ký để sử dụng nó nhé. Thì mình cũng thỉnh thoảng người ta cũng hỏi là xem có điểm tích điểm hay không, có tip point hay không thì mình cũng đưa ra, chứ còn không thì bình thường thì mình cũng quên mất luôn. Rồi, đến đây thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.